Tôi đã đến với cả chương trình cổ phiếu 360 độ được của công ty chứng khoán VN Direct được phát sóng vào lúc 3:30 chiều thứ năm hàng tuần. Và hôm nay tôi là Duy đến từ trung tâm tư vấn đầu tư sẽ đồng hành cùng với cả bạn Hải đến từ bộ phận phân tích và nghiên cứu ngành và cổ phiếu của công ty chứng khoán VN Direct, và chúng ta sẽ cùng trải qua phân tích một cổ phiếu rất là đặc biệt, một cái ngành rất là mới khi mà chương trình chưa bao giờ phân tích, đấy là cái nhóm ngành về dầu khí, và hôm nay sẽ là cổ phiếu GAS, tổng công ty khí Việt Nam. Về tổng quan thì công ty được thành lập vào năm 1990 và có vốn điều lệ là 19.139 tỷ đồng. Đây là cái đơn vị là thành viên của tập đoàn dầu khí quốc gia Việt Nam, và công ty thì chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực thu gom, vận chuyển, lưu trữ, chế biến, xuất khẩu, nhập khẩu, kinh doanh khí và các sản phẩm khí. Cái slide đã chạy ra nhỉ? Ban lãnh đạo thì hiện tại là có ông Dương Mạnh Sơn là đang là chủ tịch hội đồng quản trị, và trước đây thì ông Sơn là đốc, thì nay thì ông vừa mới lên chủ tịch hội đồng quản trị. Và chúng ta có thể thấy là cái cơ cấu doanh thu của GAS thì là sẽ trải đều qua hai lĩnh vực chính, đấy chính là cái vận chuyển khí là chiếm 52% cái tỷ trọng doanh thu, và ngoài ra thì có cái phân phối LPG là chiếm 36% tỷ trọng doanh thu. Thì cái địa bàn hoạt động của GAS là toàn quốc, công ty này là một cái công ty mà hoạt động độc quyền ở trong cái lĩnh vực cung cấp khí này tại Việt Nam. Và chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái thời gian vừa qua thì từ 2018 đến 2020 thì doanh thu và lợi nhuận dòng của doanh nghiệp là có xu hướng là chuyên giảm. Thì cái này là tại vì do là cái doanh nghiệp GAS là sẽ chuyên là cung cấp khí, nhưng mà họ lại không trực tiếp là thực sự là có thể là control được, quản lý được cái giá đầu ra cũng như là đầu vào của mình. Qua đấy thì là khiến cho cái biên lợi nhuận gộp và biên lợi nhuận dòng của doanh nghiệp là nó sẽ thay đổi theo cái giá diễn biến giá dầu, và chúng tôi sẽ phân tích kỹ hơn ở phần sau. Thì chúng ta có thể thấy là trong năm 2020 giá dầu đã có cái sự là có ảnh hưởng giảm bởi Covid, và sau đấy là có phục hồi, và chúng ta thấy là cái kết quả kinh doanh 6 tháng 2021 thì có cái sự phục hồi nhẹ. Và không biết thì là trong cuối năm 2021 cũng như là triển vọng từ 2022-2023 trở đi thì kết quả của doanh nghiệp sẽ ra sao. Và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng sang với cả ba cái điểm tích cực đầu tiên của cái cổ phiếu này ngày hôm nay, và mời bạn Hải thì có thể là trình bày cho quý nhà đầu tư nghe về ba cái luận điểm này ạ. Xin chào quý nhà đầu tư ạ. Thì với cổ phiếu VGAS thì team phân tích của VN Direct sẽ đưa ra được ba cái luận điểm đầu tư theo quan điểm của chúng tôi là sẽ thích hợp để quý nhà đầu tư cân nhắc đầu tư vào VGAS. Thứ nhất là nó đến từ GAS là doanh nghiệp, là công ty kinh doanh các sản phẩm khí hàng đầu tại Việt Nam. Luận điểm thứ hai là cổ phân tích kỳ vọng giá dầu Brent trung bình sẽ duy trì ở mức cao trên 70 USD một thùng trong vòng khoảng 2-3 năm tới. Và luận điểm thứ ba nó đến từ việc là trong bên cạnh việc ghi nhận kết quả kinh doanh trong 6 tháng bắt đầu có sự hồi phục, thì GAS có tiềm năng tăng trưởng dài hạn, nó đến từ câu chuyện là đầu tư các dự án năng lượng hạ tầng tại Việt Nam. Thì mình sẽ đi vào phân tích từng cái luận điểm cụ thể. Với luận điểm đầu tiên thì hiện nay GAS đang là công ty độc quyền vận chuyển và phân phối khí từ các cái mỏ ở ngoài khơi Việt Nam đến tới các cái hộ tiêu dùng, bao gồm các nhà máy điện, nhà máy sản xuất đạm và cung cấp cho các khách hàng công nghiệp khác. Ngoài ra thì ở mạng phân phối LPG thì GAS cũng đang chiếm khoảng 65 tỷ phần bán buôn LPG tại Việt Nam. Và bên cạnh đó, PVGAS đang sở hữu một năng lực tài chính rất là lành mạnh với việc tích lũy được một số dư tiền rất lớn và cơ cấu nợ thấp. Và GAS thì luôn nằm trong số những cái doanh nghiệp niêm yết có lợi nhuận cao nhất trên sàn chứng khoán tại thời điểm hiện nay. Về luận điểm thứ hai thì... Trước khi sang cái luận điểm thứ hai thì tôi cũng muốn hỏi thêm bạn Hải một số thông tin là như trong cái slide ở đây thì là chúng ta có thấy là GAS là đang tiến hành là phân phối khí LPG, nhưng mà sắp tới thì có thể là GAS sẽ phân phối cả khí LNG đúng không bạn Hải? Đúng ạ, cái LNG sẽ là cái xu hướng mà sản xuất điện LNG sẽ là đang là xu hướng mà nước ta hướng tới, và PVGAS sẽ là một trong những đơn vị đầu tiên nhập khẩu và phân phối lại LPG cho các nhà máy điện. Trong đó thì dự án hiện hữu gần nhất đó là LNG Thị Vải,
sẽ cung cấp khí LNG cho hai nhà máy Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 trong thời gian tới ạ. Dạ vâng, và cái việc là cung cấp cái khí LNG này cho LNG này cho các cái dự án LNG Thị Vải này cho cái Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 thì không biết là nó sẽ giúp cho doanh thu với cả lợi nhuận của doanh nghiệp có tăng trưởng được được cái mức là có là hấp dẫn không ạ? À, theo như những chia sẻ ban đầu của anh lãnh đạo thì với việc nhập khẩu và phân phối LNG thì PVGas sẽ chủ yếu sẽ ghi nhận doanh thu ở cái phần chi phí cước phí vận chuyển và cái phần chi phí tái hóa khí khi mà công ty sẽ đầu tư các hệ thống kho chứa và hệ thống tái hóa khí từ LNG dạng lỏng sang các khí dùng cho nhà máy điện, và còn cái giá thu mua sẽ về cơ bản nó sẽ được pass thẳng qua cho bên sản xuất điện, nên PVGas sẽ ghi nhận doanh thu ở cái phần LNG ở phần chi phí vận chuyển và chi phí tái tái hóa khí. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của bạn Hải ạ. Và mình có thể là sang cái phần tiếp theo ạ. Còn về cái việc là bức tranh về doanh thu và lợi nhuận của công ty gas khi mà có thêm cái dự án LNG Thị Vải này thì chúng ta sẽ cùng nhìn kỹ hơn ở cái phần thứ ba ngày hôm nay ạ. Vâng, cái luận điểm tích cực thứ ba. Vâng, bây giờ là chúng ta sẽ sang cái luận điểm tích cực thứ hai. À, với luận điểm thứ hai thì khối phân tích của VN Direct đang kỳ vọng giá dầu sẽ duy trì ở cái mức cao trong giá dầu Quân sẽ duy trì ở mức cao trong vòng 2 tới 3 năm tới. Khi mà chúng tôi nhận thấy là như các nhà đầu tư cũng đã biết thì giá dầu Brent đã vượt cái đỉnh 3 năm trong những ngày gần đây, và chúng tôi nhận thấy rằng cái đà tăng đó có thể sẽ tiếp tục được hỗ trợ trong cái thời gian tới khi mà nó đến từ cả hai yếu tố về cả phía cung và phía cầu. Về phía cầu á, thì nhu cầu sử dụng dầu thô đang phục hồi rõ nét khi mà các nền kinh tế lớn như Mỹ, Anh và đặc biệt là Trung Quốc đã bắt đầu mở cửa lại nền kinh tế và sau những cái chiến dịch tiến trận hiệu quả. Thì trong khi đó thì theo chúng tôi quan sát thì về phía nguồn cung á, nó đang không bắt kịp được cái đà phục hồi của nhu cầu đến từ hai vấn đề chính đó. Thứ nhất là việc OPEC đang vẫn rất là thận trọng trong việc tăng sản lượng và OPEC sẽ tiếp tục duy trì cái hiệp ước kiểm soát nguồn cung cho đến hết năm sau. Thứ hai nó đến từ việc ngành dầu mỏ của Hoa Kỳ, ngành dầu mỏ của Mỹ đang phục hồi rất là chậm. Thì quý nhà đầu tư có thể thấy trên slide là cái số lượng giàn khoan dầu hiện nay ở Mỹ đang sự gia tăng giàn khoan dầu đang lịch thì so với cái đà tăng của giá dầu WTI. Thì nó cũng theo quan điểm của tôi phân tích thì nó sẽ đến từ hai cái yếu tố, hai cái nguyên nhân chính. Về là đó, thứ nhất đó là việc Tổng thống Joe Biden đang có những cái chính sách để mà hạn chế sử dụng các nhiên liệu hóa thạch phục vụ cho cái mục đích để kiểm soát biến đổi khí hậu. Và thứ hai nó đến từ các cái yếu tố thiên tai như đợt bão vừa qua ở Mỹ đã ảnh hưởng tới cái sản lượng sản xuất của Hoa Kỳ. Vì với tại Việt Nam thì với việc nhóm là nhóm với việc cục nhóm dầu cổ phiếu dầu khí là có mối tương quan rất cao, có mối tương cao với giá dầu Brent. Nên chúng tôi cho rằng thì giá dầu sẽ là cái động lực chính dẫn dắt giá cổ phiếu trong những trong ngắn hạn trong thời gian sắp tới. Và mình sẽ nói chuyện qua luận điểm thứ ba, đó là việc kết quả kinh doanh ghi nhận sự phục hồi trong nửa đầu năm và tiềm năng dài hạn đến từ câu chuyện đầu tư các dự án năng lượng hạ tầng. Thì như quý nhà đầu tư thấy thì trong 6 tháng đầu năm, doanh thu và lợi nhuận ròng của gas đã có sự phục hồi tăng khoảng 5% so với cùng kỳ. Tuy nhiên mình cũng xin nhấn mạnh là lưu ý là kết quả kinh doanh quý 3 này của Gas sẽ bị ảnh hưởng khá là tiêu cực bởi đợt dịch vừa qua, đặc biệt là tại các tỉnh phía Nam khi mà cái sản lượng tiêu thụ điện khí nó sụt giảm rất là mạnh, sẽ ảnh hưởng tới cái tổng tiêu thụ khí của PVGas. Tuy nhiên trong về cái nhìn dài hạn hơn á, thì khối phân tích đánh giá Gas sẽ có rất triển vọng rất là tích cực khi mà Gas đang trong cái giai đoạn đầu tư lớn cho những cái dự án trọng điểm về năng lượng hạ tầng, bao gồm là các dự án kho chứa LNG, bao gồm sẽ có LNG Thị Vải và LNG sang Mỹ để cung cấp cho các nhà máy điện khí, và thứ hai là Gas sẽ tham gia vào các cái dự án khai thác khí trọng điểm của Việt Nam, như là tiêu biểu là có dự án Lô B Ô Môn, trong đó Gas sẽ là chủ đầu tư cho cái dự án đường ống dẫn khí, và những dự án này sẽ là cái nguồn cung khí bổ sung quan trọng trong tương lai, giúp cho nước ta có thể tự chủ hơn về nguồn khí trong bối cảnh các mỏ hiện hữu đang sụt giảm về sản lượng.
Vâng ạ. Xin mời ạ. Vậy là đấy là ba cái luận điểm tích cực đầu tiên của chúng tôi về cái cổ phiếu gas này. Thì tôi xin phép là sẽ được tóm tắt lại những cái thông tin của cái phần đầu tiên này ngày hôm nay. Đấy là thứ nhất là chúng ta đều thấy là công ty gas là một cái công ty mà là dầu khí hàng đầu ở Việt Nam, và họ là độc quyền trong cái lĩnh vực là cung cấp cái khí LPG cũng như là cái khí LNG thị vải trong tương lai, à, cái dự án LNG thị vải trong tương lai. Thì cái LPG này sẽ được dùng để làm cho gas, à, để làm cái khí đốt cho các nhà máy hoặc là cho các hộ gia đình. Và ngoài ra nữa thì còn cái LNG thì trong tương lai nó sẽ dùng để là chúng ta để phát điện. Và chúng ta cũng đã biết là nếu mà trong số trước chúng tôi còn nói đến cái mảng power, thì cái việc là trong tương lai thì là cái nhiệt điện khí nó sẽ là cái nguồn lực điện chủ yếu dành chính cho cái nhóm cho việc phát triển điện của Việt Nam. Bên cạnh là cái việc là năng lượng tái tạo thì là sẽ rất là khó để có thể phát triển mạnh được, do là họ có cái việc là không ổn định trong cái nguồn cung cấp. Và sang đến cái luận điểm thứ hai là cái việc là chúng tôi là kỳ vọng là cái mức giá dầu này sẽ được duy trì ở cái mức là 70 đô một 79 đô một thùng trong tháng 9, và sẽ là duy trì ở loanh quanh ở cái mức đấy. Thì tại vì đó là đến từ những cái yếu tố cung và cầu như là bạn Hải đã phân tích. Và đến cái luận điểm thứ ba thì là trên cái yếu tố trên những cái luận điểm mà chúng tôi kể trên là về việc là giá dầu là sẽ giữ ở mức cao hiện nay do yếu tố cung cầu. Ngoài ra nữa thì là cái việc là nhà công ty gas là công ty sản xuất độc quyền về khí, à, cung cấp khí độc quyền về LPG, cũng như là trong tương lai thì có những cái dự án mới về LNG sẽ giúp cho doanh nghiệp sẽ có cái mức độ tăng trưởng lợi nhuận kép, à, tăng trưởng 18% kép trong giai đoạn là từ 2021 cho đến 2023. Và tuy nhiên thì đấy là những cái điểm tích cực đầu tiên mà chúng ta có thể nhìn thấy ở cổ phiếu gas. Nhưng mà đối với cả những cái điểm tiêu cực thì chúng ta có thể nhìn thấy được rằng, và tôi sẽ liệt kê ba cái điểm ở đằng sau. Thứ nhất đấy là cái việc là cái giá dầu là sẽ phụ thuộc vào thế giới, nghĩa là, và thứ hai đấy là Việt Nam thì sẽ phụ thuộc nhiều vào việc nhập khẩu khí LPG và khí LNG. Và cuối cùng đấy là cái rủi ro giảm doanh thu do sản lượng tiêu thụ khí giảm trong thời gian tới. Và bây giờ thì tôi sẽ sang cái luận điểm tiêu cực đầu tiên, thì đấy là cái việc là giá dầu phụ thuộc vào ảnh hưởng thế giới. Thì ở trong cái slide của tôi ở đây thì quý nhà đầu tư có thể nhìn thấy trên hai cái hình minh họa thì sẽ thấy là cái giá dầu thế giới ở bên trái và cái biên lợi nhuận gộp ở bên phải của tôi là nó có cái diễn biến là rất là cùng chiều với nhau. Khi mà giá dầu giảm thì cái biên lợi nhuận gộp cũng giảm, và khi giá dầu tăng thì biên lợi nhuận gộp cũng tăng. Chính vì như vậy cho nên thành ra là cái việc tăng trưởng 18% lợi nhuận của doanh nghiệp gas của mà bên phân tích ở trên và dự phóng thì tôi nghĩ rằng là nó sẽ đạt được cái mức đấy khi và chỉ khi là cái giá dầu là nó duy trì ở cái vùng 70 này thôi. Và nếu mà giá dầu mà không duy trì được ở đây thì cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ biến động rất là lớn, và cái lợi nhuận của doanh nghiệp cũng sẽ vậy. Và qua đấy thì là chúng ta sẽ thấy là cái sự là nó không ổn định trong cái là nó có cái sự rủi ro khá rất là lớn trong cái việc là tăng trưởng về cái lợi nhuận trong tương lai, nghĩa là chúng ta không thể nào quá chắc chắn được về lợi nhuận 18% này của doanh nghiệp gas, bởi vì do là nó phụ thuộc rất là nhiều vào giá dầu và giá dầu. Tuy nhiên thì là cái sự tiêu cực là về cái mặt downside là như vậy, nhưng mà nếu mà về mặt tích cực chúng ta nhìn ra thì cũng có thể thấy là cái mức độ tăng 18% của cổ phiếu gas, à, về lợi nhuận là cũng không phải là cái vùng chắc chắn. Có thể là nếu mà giá dầu mà nó sẽ tăng tiếp lên trên 80 đến 90 chẳng hạn thì lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng còn cao hơn nữa. Đấy là một trong những cái lý do mà khiến cho là chúng ta thấy rằng là cái lợi nhuận, à, cái giá cổ phiếu của các doanh nghiệp dầu khí và sẽ bị ảnh hưởng rất mạnh bởi cái diễn biến giá dầu trên thế giới. Và sang cái phần thứ hai tôi nói ở đây đấy chính là cái việc là Việt Nam phụ thuộc nhiều vào cái việc nhập khẩu khí LPG và LNG. Chúng ta có thể nhìn thấy là trong cái chuỗi giá trị ngành khí ở Việt Nam thì có cái một bên cạnh là những cái mỏ khí mà gas là có thể cung cấp thì, à, có thể khai thác và mà cái tập đoàn dầu khí Việt Nam có thể khai thác thì đa phần là sẽ là nhập khẩu, và cái tỷ trọng nhập khẩu thì nó rất là lớn. Và cái này thì chắc là tôi sẽ mời Hải là sẽ chia sẻ thêm cho quý nhà đầu tư là cái tỷ trọng nhập khẩu khí của Việt Nam về cái LPG này là bao nhiêu, và trong tương lai thì LNG thì dự kiến là sẽ nhập khẩu bao nhiêu phần trăm khí và sẽ tự cấp là bao nhiêu phần trăm. À, thì hiện nay tại về về phần về cái mảng kinh doanh phân phối khí LPG thì trong cái sản xuất nội địa thì chỉ đáp ứng đâu đó khoảng được
35 tới 40% nhu cầu tiêu thụ tại Việt Nam. Và trong khi đó thì phần còn lại thì Việt Nam sẽ nhập khẩu từ các nguồn như từ Trung Quốc, Qatar hay các nước trong khu vực. Thì LPG sẽ được sử dụng chính cho các hộ gia đình trong việc sử dụng trong chính trong các hộ gia đình, mà chính là ở khí khí ga để mình nấu nấu thức ăn hàng ngày. Còn về mảng LNG thì hiện nay Việt Nam chưa có sản xuất LNG, nên nên trong tương lai các dự án LNG này đều sẽ các nguồn nguyên liệu LNG đều sẽ được nhập khẩu từ nước ngoài về. Trong đó có các thị trường nhập khẩu lớn, các thị trường xuất khẩu lớn LNG sẽ có như Qatar, Mỹ hay là Úc, là những cái nhà xuất khẩu LNG lớn của thế giới. Vâng, cảm ơn sự chia sẻ của bạn Hải. Thì như chúng ta đã thấy là cái việc là cái tỷ trọng nhập khẩu rất là lớn, cái nguồn phí của công ty gas thì sẽ khiến cho cái việc là trong chúng ta đều biết là cái giá dầu thì lại là đi theo cái chiều hướng của thế giới và chúng ta không có kiểm soát được cái diễn biến giá dầu. Chính vì như thế cho nên là thành ra là trong tương lai cái dự án LNG của gas khi mà cung cấp cho bên nhiệt điện khí là cái dự án Nhân Trạch 3 và Nhân Trạch 4 là sẽ phụ thuộc rất nhiều vào cái việc là giá đầu vào và cái giá LNG. Thì như trước đấy tôi có thể đầu tư đấy là cái giá dầu khi mà cái giá khí khi mà tăng thì nó sẽ khiến cho là cái lợi nhuận biên lợi nhuận của doanh nghiệp tăng. Tuy nhiên thì lại có một cái chiều khác là khi mà giá khí tăng thì tức là cái chi phí của cái nhóm nhiệt điện mà nhập khẩu cái LNG của công ty gas này cũng sẽ tăng theo, và điều đấy nó sẽ khiến cho là cái chi phí điện của EVN là nó sẽ cao, và cái việc là chi phí điện của EVN cao thì sẽ khiến cho là EVN họ sẽ không chủ động là huy động nguồn điện từ các công ty nhiệt điện khí khi mà cái giá khí nó tăng cao. Thì thành ra là khi mà cái giá dầu tăng lên thì gas lại không được hưởng lợi là hoàn toàn 100%, mà lại sẽ có một cái rủi ro trong tương lai nếu mà khi mà họ bắt đầu triển khai cái LNG. Và đối với cả cái tiêu cực thứ ba mà tôi muốn nói đến ở đây đấy chính là cái rủi ro về cái việc là giảm doanh thu do sản lượng tiêu thụ khí giảm. Thì chúng ta đều đã biết là so với cái kế hoạch huy động khí phát điện năm 2021 thì lượng khí cấp cho các nhà máy điện là chỉ mới là đạt khoảng 75% kế hoạch, và dự đoán là năm 2022 thì lượng khí điện này sẽ vào khoảng là 6,4 tỷ mét khối, và cái dự báo khả năng huy động khí này sẽ tiếp tục giảm nữa. Thế là chỉ cần là khoảng 3,88 tỷ thôi, nghĩa là sẽ là chỉ là khoảng 1 phần 2. Và theo tính toán này thì là cái việc là sẽ giảm, cái việc này sẽ khiến cho công ty PVGas giảm thu là trong năm 2021 là có thể lên tới là 5.000 tỷ đồng. Và cái việc và cái này thì không biết là Hải có cái quan điểm gì không, là liệu nó có ảnh hưởng nhiều đến cái hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp trong nửa cuối năm 2021 hay không, và tầm nhìn 2022 nữa. Và mười hai. Thì thực sự thì hiện nay trong năm nay đối với Vigas thì cái vấn đề huy động khí đang là cái vấn đề mà ảnh hưởng lớn nhất tới cái hoạt động kinh doanh của công ty. Thì rất may là nó sẽ được bù trừ một phần bởi cái đà tăng của giá dầu. Tuy nhiên thì đối với một doanh nghiệp mà cung cấp khí thì cái sản lượng sụt giảm nó sẽ tác động làm cho cái biên lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ không được tốt như kỳ vọng. Thì cho như chúng ta đã biết thì năm nay là một năm mà một năm pha La Nina, nên cái sản lượng, thứ nhất là cái sản lượng huy động thủy điện tăng rất là cao, thứ hai là năm nay cũng là cái năm mà EVN tập trung đẩy mạnh huy động nguồn năng lượng mặt trời, và cái yếu tố thứ ba mà ảnh hưởng trong nửa cuối năm nay đó là cái làn sóng dịch, thứ làn sóng dịch hiện tại 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 các tỉnh phía Nam đã ảnh hưởng rất lớn tới cái nhu cầu tiêu thụ điện và ảnh hưởng tới cái huy động điện khí rất là nhiều ạ. Vì đối với vì khí huy động khí của PVGas để sản xuất điện là chủ yếu tập trung ở các tỉnh phía Nam. Thì như một số mà thông tin mà mình có thể có tìm tham khảo qua thì doanh thu của lợi nhuận quý 3 của PVGas sẽ có sự sụt giảm so với cùng kỳ do cái tiêu thụ điện trong quý này tương đối thấp. Vâng, vậy là chúng tôi đã đi qua hai cái phần chính trong cái chương trình ngày hôm nay. Và phần thứ nhất là về tích cực thì chúng ta đều thấy là công ty gas là công ty độc quyền trong việc cung cấp khí cho tại Việt Nam. Và cái luận điểm tích cực thứ hai đây là chúng tôi với cái tình hình cung cầu hiện tại thì chúng tôi sẽ tiếp tục là dự đoán là cái giá khí hay là cái giá xăng là và dầu là nó vẫn sẽ duy trì ở mức cao là khoảng tầm 79 đô một thùng và cùng 70 đô một thùng.
Và đến cái lợi điểm thứ ba thì chúng tôi kỳ vọng rằng là với cái giá dầu là duy trì ở mức này thì cái lợi nhuận của doanh nghiệp đóng góp thêm từ những cái dự án LNG mới và những cái dự án khai thác khí trong tương lai thì sẽ giúp cho cái lợi nhuận của doanh nghiệp là tăng trưởng trung bình là 18% trong một năm trong giai đoạn là từ 2021 cho đến 2023. Tuy nhiên thì những cái điểm tiêu cực chúng tôi nhìn thấy đối với cổ phiếu này thì đấy là đầu tiên là việc là giá dầu của công ty thì cái biên lợi nhuận của công ty thì sẽ diễn biến theo giá dầu của thế giới, theo diễn biến giá dầu thế giới thì qua đấy thì là cái tăng trưởng lợi nhuận của doanh nghiệp trong tương lai là nó cũng không quá là vững chắc. Và cái lợi điểm thứ hai của chúng tôi đấy là liên quan đến việc là khi mà giá dầu tăng thì là thì là công ty gas và cái tập đoàn dầu khí hay là EVN là sẽ bớt huy động cái nguồn khí từ cái việc là từ các nhà máy nhiệt điện khí thì qua đấy là cũng sẽ ảnh hưởng đến doanh thu, qua đấy thì sẽ khiến cho gas là không được hưởng trọn vẹn cái việc là nếu khi mà hưởng lợi trọn vẹn khi mà cái giá khí tăng. Và cái lợi điểm thứ ba thì là chúng tôi update thêm về cái tình hình là cái gần đây là rõ ràng là cái nhu cầu huy động khí lại đã giảm là do liên quan đến cái việc là giá nguyên vật liệu tăng trong thời gian vừa rồi, và qua đấy thì cũng có khiến cho cái doanh thu và lợi nhuận của doanh nghiệp là cũng đã bị ảnh hưởng. Tuy nhiên thì là chúng tôi vẫn tiếp tục duy trì cái quan điểm là lợi nhuận của doanh nghiệp sẽ tăng trưởng khoảng 18% một năm trong những năm tới. Và trước khi sang cái phần tiếp theo là phần hỏi đáp thì tôi sẽ xin phép là được dành ra 5 phút để giới thiệu những cái chương trình của VN-Direct sẽ phát sóng định kỳ hàng tuần. Thì cái chương trình thứ nhất đấy là chương trình ra bàn thị trường và cập nhật các tiêu điểm vĩ mô cũng như là cập nhật các kênh tài sản, thì thời gian sẽ vào lúc là 3 giờ chiều thứ hai hàng tuần. Chương trình thứ hai đấy là chương trình tọa đàm đầu tư, là chương trình dành riêng cho khách hàng của VN-Direct, thì quý nhà đầu tư đăng ký tham dự chương trình thông qua là việc là bộ phận chăm sóc khách hàng. Thì cái thời gian phát hành của cái chương trình này sẽ là vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ tư hàng tuần. Và chương trình thứ ba là chương trình ngày hôm nay 360 độ cổ phiếu, thì chúng tôi sẽ phân tích một cổ phiếu hay một nhóm ngành theo cả hai phương diện là tích cực lẫn tiêu cực để quý khách hàng có được cái góc nhìn khách quan về cổ phiếu và đưa ra được cái quyết định đầu tư sáng suốt trong tương lai. Thì cái chương trình này là vào lúc 3 giờ 30 chiều thứ năm hàng tuần. Và chương trình thứ tư đấy là chương trình nhịp đập thị trường, là cái chương trình là phân tích thị trường hàng ngày về các mã cổ phiếu, các điểm mua điểm bán theo cái góc nhìn kỹ thuật. Thì cái chương trình này là sẽ được phát sóng vào lúc 4 giờ chiều hàng ngày. Và ngoài ra nữa thì chúng tôi có những cái cộng đồng trên Facebook và Stockbook mà quý nhà đầu tư có thể tham gia thông qua cái đường link QR code ở đây. Thì những cái cộng đồng này thì là cộng đồng tích sản, là về những cái cơ hội đầu tư dài hạn và thảo luận về việc là nắm giữ cổ phiếu cũng như là những cái mã cổ phiếu rất là tiềm năng để chúng ta có thể đầu tư lâu dài. Và cộng đồng thứ hai là liên quan đến giao dịch chứng khoán VSTOCK, thì ở đây là cũng là cộng đồng về phân tích kỹ thuật dùng để chúng ta tìm kiếm những cơ hội lướt sóng cũng như là thảo luận về thị trường. Và những cái cộng đồng thứ ba và thứ tư là bảo an tài chính và sức khỏe tài chính và an tâm đầu tư WeGo, là những cái cộng đồng mà sẽ giúp cho quý nhà đầu tư là hiểu hơn về cái quản trị tài chính cá nhân cũng như là việc là đầu tư, bên cạnh đầu tư cổ phiếu thì là đầu tư vào những cái loại hình tài sản khác như là trái phiếu hay là bảo hiểm hay là bất động sản. Thì đấy là những cái cộng đồng mà chúng tôi hiện tại đang có và quý nhà đầu tư có thể tham gia để có thể là tham dự và trao đổi và thảo luận trong những cái group này. Và bây giờ thì tôi sẽ xin phép là sang cái phần tiếp theo của chương trình ngày hôm nay, đấy là phần hỏi đáp ạ. Vâng, câu hỏi đầu tiên là hai anh cho xin nhận định của dòng dầu khí đến cuối năm, cụ thể là mã OIL, mã OIL ạ. Vâng, mời bạn Hải có thể trả lời cái câu hỏi này. Về diễn biến của giá dầu khí của nhóm cổ phiếu dầu khí đến cuối năm mà thì theo như mình cũng đã trình bày trong bài thì cái việc với cái kỳ vọng giá dầu thì vẫn tiếp tục cái duy trì được cái đà tích cực ấy, thì nó cũng sẽ là một yếu tố dẫn dắt chính cho nhóm cổ phiếu dầu khí trong trong nửa cuối năm trong quý cuối năm nay. Còn đối với cổ phiếu OIL thì OIL thì của PVOIL thì đây là cổ phiếu thuộc nhóm ngành là phân phối xăng dầu, nên nên nhìn chung thì những cái cổ phiếu trong ngành phân phối xăng dầu như PLS hay OIL nó sẽ phụ thuộc nhiều vào tình hình sản lượng tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu tại Việt Nam và sẽ ít có biến động nhiều theo giá dầu như các cổ phiếu
và trong nhóm là dầu khí như gas, TVS hay TVD ạ. Thì đối với nhóm ngành cổ phiếu, các cổ phiếu phân phối xăng dầu thì có một cái vấn đề hiện nay tại là nó trong quý này nó sẽ có thể bị ảnh hưởng bởi nó sẽ bị ảnh hưởng bởi cái nhu cầu tiêu thụ xăng dầu rất là thấp do các vấn các biện pháp giãn cách ở các tỉnh phía Nam. Thì đó là một cái điểm mà nhà đầu tư có thể quan tâm, nên cân nhắc và theo dõi. Còn về cái triển vọng xa hơn cho quý cho năm sau thì chúng tôi bên team phân tích cũng kỳ vọng là cái nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm xăng dầu sẽ bắt đầu hồi phục từ quý 4 và năm nay cho đến năm 2022 năm sau, thì đây cũng là một cái catalyst tốt cho PVOI nếu nhà đầu tư quan tâm. À, dạ vâng, cảm ơn cái câu trả lời của bạn Hoàng cho cái câu hỏi về nhận định mã PVOI. Và đấy là những cái câu hỏi ngày hôm nay của chúng ta trong chương trình, và tôi sẽ rất là cảm ơn quý nhà đầu tư đã quan tâm và lắng nghe, và xin hẹn gặp lại các nhà đầu tư vào lúc 3:30 hàng tuần vào thứ năm tuần sau, và xin cảm ơn và hẹn gặp lại. Không chơi nhỉ?
Ok, xong rồi mọi người ạ. Em Ok. chào em. Dạ vâng, Cảm ơn. bắt đầu đây. Chào mọi người nha. Chào anh Duy, chào mọi người nha. Chào mọi người.